Sáng ngày 18 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, khiến cho 22 cán bộ chiến sĩ mất liên lạc. Tôi đang tiếp cận hiện trường để xác minh số lượng người có thể bị vùi lấp do sạt lở đất nhưng gặp khó khăn vì mưa rất to, nước lũ đang lên. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chia sẻ. Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã họp khẩn, lập đoàn công tác khẩn và lập ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa. Địa phương đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ lực lượng. Tuy nhiên, đường dẫn đến hiện trường đang bị chia cắt do đoạn sạt lở. Đến 13 giờ 10 phút chiều ngày 18 tháng 10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 8 thi thể trong vụ sạt lở đất, vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Một nguồn tin từ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết vụ sạt lở đất vào lúc 1 giờ 25 phút cùng ngày đã vùi lấp 3 ngôi nhà có hàng chục cán bộ chiến sĩ ở bên trong. Chúng tôi đã cứu được 5 người ra an toàn, còn 22 người đang bị đất đá vùi lấp. Các cán bộ chiến sĩ đã tham gia cứu hộ cứu nạn giúp dân suốt cả ngày hôm trước. Khi rút quân về nghỉ ngơi tại 3 căn nhà này thì tai nạn xảy ra. Nguồn tin nói và cho biết công tác cứu hộ cứu nạn đang được triển khai rất khẩn trương. Tuy nhiên, thời tiết tại Quảng Trị đang rất xấu, đất đá tiếp tục sạt lở, nhiều đoạn đường bị chia cắt. Trong số 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ. Sáng nay, phát biểu tại lễ tang của 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở tiểu khu 67 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề cập vụ sạt lở này và cho biết quân khu 4 vừa tổ chức lễ viếng truy điệu cho 13 cán bộ chiến sĩ vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả ở vùng sạt lở ở Quảng Trị. Ngay tối qua, chúng tôi đã lệnh cho các đơn vị trên địa bàn quân khu 4, quân khu 5 tiếp tục kiểm tra. Khi đi kiểm tra chưa xong thì lại xảy ra vụ sạt lở ở Hướng Hóa, đau khổ vô cùng. Đúng là thiên tai không thể lường hết được, ông Giang ngậm ngùi. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các loạt trực thăng, phương tiện máy bay không người lái đã được huy động đến hiện trường kiểm tra, khắc phục. Thủ tướng Chính phủ hiện đã trực tiếp hỏi thăm tình hình và chỉ đạo. Vào lúc 9 giờ 20 phút sáng ngày 18 tháng 10, trao đổi với báo zin.vn qua điện thoại, ông Hồ Văn Khương, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng cho biết khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, vụ sạt lở gây tiếng nổ lớn như bom khiến cho người dân địa phương thức giấc. Hơn 100 người bao gồm công an, nhân dân, cán bộ và người dân đã tiếp cận được hiện trường. Nơi đây đang mưa và có sương mù, 3 máy xúc đang đào bới tìm kiếm người bị nạn, hiện chưa tìm thấy ai, theo ông thông tin. Thống kê của cơ quan chức năng, nhiều tuyến đường tại hai huyện miền Trung Hướng Hóa và Đắk Rông, Quảng Trị bị chia cắt. Một số vùng có nguy cơ cao sạt lở núi, đáng chú ý, đường vào các xã Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Hóa bị sạt lở ở các đoạn km thứ 8, km số 15 và km số 19 khiến cho giao thông ách tắc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động khoảng 400 cán bộ chiến sĩ cùng 3 đội chó chuyên nghiệp vào hiện trường. Nguy cơ thiên tai ở Quảng Trị vẫn ở mức cao khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin thông báo lũ khẩn cấp trên sông tỉnh này. Lúc 1 giờ trên sông Thạnh Hãn, mực nước lũ đã lên đến 7,39m. Trên mức báo động 3 là 1,39m, đỉnh lũ này cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1999 là 0,1m. Trong 6 giờ tới thì lũ trên sông Thạch Hãn có thể đạt tới đỉnh là 7,6m, sau đó xuống dần. Tại sông Hiếu, huyện Đông Hà, Quảng Trị, lũ khả năng đạt đỉnh ở mức 5,5m, trên báo động 3 là 1,5m. Ngày 18 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 thì mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh ở Hà Tĩnh đến Quảng Trị với lượng phổ biến là 400-600mm, có nơi trên 700mm. Trước đó, chiều ngày 17 tháng 10, một vụ sạt lở khác cũng xảy ra tại huyện Hướng Hóa khiến cho 6 người trong gia đình ông Hồ Văn Phơi ở thôn Tà Rùng, huyện Húc bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân. Giao thông và thôn Tà Nùng bị chia cắt, Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa đã yêu cầu lực lượng tại chỗ tập trung cứu hộ, tìm kiếm 4 người còn lại. Và sau đây sẽ là danh sách của 22 cán bộ chiến sĩ gặp nạn ở Sư đoàn 337 Quảng Trị. 1. Là Lê Hương Trà, lái xe, sinh năm 1984, quê quán ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 2. Là Trần Văn Toàn, lái xe, sinh năm 1983, quê quán ở Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An. 3. Là Nguyễn Văn Thu, lái xe, sinh năm 1984, quê ở Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An. 4. Là Lê Đức Thiện, quản lý, sinh năm 1980, quê quán ở Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa. 5. Là Trần Quốc Dũng, nuôi quân, sinh năm 1984, quê ở Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. 6. Là Lê Cao Cường, nhân viên xăng dầu, sinh năm 1983, quê quán ở Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An. 7. Là Nguyễn Cao Cường, nhân viên bảo mật, sinh năm 1977, quê ở Cường Giá, Nghi Xuân, Nghệ An. 8. Là Nguyễn Cảnh Trung, nhân viên văn thư, quê quán ở Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An, sinh năm 1978.
chính là Bùi Đinh Toàn, lái xe sinh năm 1970, quê quán ở Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. 10 là Ngô Bá Văn, nuôi quân, sinh năm 1974, quê ở Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh. 11 là Lê Văn Quế, nuôi quân, sinh năm 1971, quê quán ở Hoàng Trinh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. 12 là Lê Hải Đức, sinh năm 1989, quê quán ở Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. 13 là Phùng Thanh Tùng, sinh năm 1979, quê quán ở Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. 14 là Phạm Ngọc Quyết, sinh năm 1977, quê quán ở Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. 15 Cao Văn Thắng, chiến sĩ, sinh năm 1997, quê quán ở Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh. 16 là Lê Tuấn Anh, chiến sĩ, sinh năm 2000, quê quán ở Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị. 17 là Nguyễn Anh Duy, chiến sĩ. 18 là Phạm Văn Thái, chiến sĩ, sinh năm 2000, quê ở Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. 19 là Hồ Văn Nguyên, chiến sĩ, sinh năm 1998, quê quán ở Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị. 20 là Lê Sĩ Siêu, chiến sĩ. 21 là Lê Thế Lĩnh, chiến sĩ. Và 22 là Nguyễn Quang Sơn, chiến sĩ. Và trên đây là cập nhật thông tin của chúng tôi liên quan tới vụ sạt lở đất chôn vùi 22 chiến sĩ ở huyện Hướng Hóa, ở Quảng Trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức liên quan trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên đăng ký, like, share, nhấn chuông để nhận thêm nhiều tin tức mới nóng hổi khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.